sofa, con tim như tan rã, dần lối em trượt theo một khu cảm. Giữa căn phòng mà anh đèn chập tắt, trên mi giọt buồn sắm rơi. Cô đơn trên sofa, sao em yêu anh ta chẳng phải em yêu anh hơn cả em. Để cho tình xuân này chập tắt, trên mi giọt buồn sắm rơi. Thì ra là thế, tình nào là tình tràn mơ phai than năm. Một ngày vẫn trôi, đôi môi phai màu nắn. Nếu không em thì anh có buồn, hóa ra chỉ mình anh đáng thương. Đừng buồn lời hứa, rồi lại vờ rằng dường như anh đã quên. Đừng tìm đến anh, gieo từng từ xong lại đi. Nắng xuyên qua hàn mi rồi thôi, giữ tim em vài giây cuối thôi. Để anh được ngã lưng lên một chiếc sofa, để nghe một phút tim yên bình đến kỳ lạ. Để anh được sống vô tư như một bông hoa, giữa bầu trời kiêu sa. Cho anh thôi miệt mài nghĩ suy, người ơi hãy nói anh nghe một lý do đi. Vì sao lại để anh vừa giàu trên quê mi? Vì sao lại biến cô đơn thành giông bóng? Nỗi buồn sâu vô tâm hồn anh cho anh đây trong căn phòng, rồi lại rơi xuống trên sofa. Trên sofa, con tim như tan rã dần lối em trượt theo một khúc ca buồn. Giữa căn phòng anh đèn chập tắt, trên mi giọt buồn sắm rơi. Cô đứng trên sofa, sao em yêu anh ta chẳng phải em yêu anh hơn cả em. Để cho thanh xuân này chập tắt, trên mi giọt buồn sắm rơi. Thì ra là thế, tình nào là tình chăn mơ phai tháng năm. Một ngày vẫn trôi, đôi môi phai màu nắn. Nếu không em thì anh có buồn, hóa ra chỉ mình anh đáng thương. Đừng buồn lời hứa, rồi lại vờ rằng dường như anh đã quên. Đừng tìm đến anh, gieo từng từ xong lại đi. Nán xuyên qua hàn mi rồi vời, giữ tim em vài giây cuối thôi. Để anh được ngã lưng lên một chiếc sofa, để nghe một phút tim yên bình đến kỳ lạ. Để anh được sống vô tư như một mơ hoa, giữa bầu trời kiêu sa. Cho anh thôi miệt mài nghĩ suy, người ơi hãy nói anh nghe một lý do đi. Vì sao lại để anh vừa giàu trên quê mi? Vì sao lại biến cô đơn thành giàu to? Nỗi buồn sâu vô tâm hồn anh trôi lên đây trong căn phòng, rồi lại rơi xuống trên sofa. Rồi lại rơi xuống trên sofa, no, 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 no. Rồi lại rơi xuống trên sofa. Để anh được ngã lưng lên một chiếc sofa, để nghe một phút tim yên bình đến kỳ lạ. Để anh được sống vô tư như một bông hoa, giờ bầu trời kiêu sa. Cho anh thôi miệt mài nghĩ suy, người ơi hãy nói anh nghe một lý do đi. Vì sao lại để anh vừa giàu trên quê mi? Vì sao lại biến cô đơn thành giàu to? Nỗi buồn sâu vỡ tâm hồn anh trôi lên đây trong căn phòng, rồi lại rơi xuống trên sofa. Rồi lại rơi xuống trên sofa.